ơi, anh ơi em ơi, đưa em đi theo với đêm những nơi anh cho là tuyệt vời nhá. Anh ơi em ơi, cho em đi theo với hôm nào đến một đời mà chỉ có đôi ta. Yeah. Một bước đến bên em không phải là tình yêu đâu em biết. Em sẽ là cuộc yêu sâu mang đến cho anh nhiều điều khác biệt. Tim anh có quá chật chội nhưng chắc sẽ chứa được em phải không? Bức tranh tình yêu thiếu một màu hồng em mang cầu vồng lấp đầy khoảng trống. Cuộc đời em vốn là một đường thẳng, gặp anh thì lại sẽ ngang, vì anh là liều thuốc an thần cân bằng nhịp đập con tim và lý trí. Ai gần đây làm nghe tâm tư em lúc này? Chờ ai ngồi anh làm em sẽ suy nên như vậy. Đường, mực ong, trà sữa, bao nhiêu phần trăm thì vừa. Để tình yêu này ngọt mãi thì công thức siêu đầu bếp đã cho em, đó là 100% Vanic. Không cần thêm bất cứ gì nữa, chỉ một mình em là đủ vì tên em là Vanic. Sang mặt trời đỏ mãi trong tim của em này. Những môi hôn đậm sâu, những cái nắm tay thật lâu, đều đã khiến nơi con tim này từng ngày cứ cảm thấy rối bời. Anh ơi em ơi, đưa em đi theo với đêm những nơi anh cho là tuyệt vời nhá. Anh ơi em ơi, cho em đi theo với hôm nào đến một nơi mà chỉ có đôi ta. Yeah. Có thể sau này anh sẽ cho em là một điều phiền phức nhất. Có thể là anh sẽ ghét luôn em vì em là chúa hay cằn nhằn nhất. Nhưng mà khoan đã anh ơi, em chỉ luôn muốn những điều tốt hơn cho anh trải qua từng giây. Vỏn vẹn nụ cười nơi anh là thứ em muốn thấy qua từng ngày. Anh chính là món quà vô giá mà em sẽ không bao giờ đem ra trưng bày. Vì chính anh sẽ là nguyên nhân khiến cho các cô gái ngoài kia đều động lòng muốn lấy. Này anh ơi, anh có muốn nắm lấy đôi bàn tay này đến nơi yên bình nắng vàng đẹp như trong tranh? Và nếu như anh muốn nhâm nhi một vài ly trong những đêm mưa rơi buồn chán, thì em đây sẽ chính là người đầu bạn tâm sự với anh cho đến khi bắt đầu cả hai chúng ta đều.